Chương một. Xuyên qua thật là phiền muộn. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Tôi thề. Nếu có kiếp sau, tôi nhất định sẽ không ăn thùng uống vải nữa, nhất quyết sẽ phấn đấu trở thành một thục nữ, vì sao mùa hè nhất định phải nóng như vậy? Đã 8 giờ tối rồi mà nhiệt độ vẫn không giảm xuống chút nào, tôi mặc một chiếc váy hai giây, tưởng tượng đến một miếng thịt bò béo ngậy bày trên đĩa, xung quanh là nước sốt xăm sấp. Đối với hiện tượng khí tượng, hiệu ứng nhà kính tôi luôn luôn cười nhạt, hiệu ứng lò nướng mới là vương đạo. Tôi vừa ao ước miếng thịt bò xuất hiện, vừa liếc mắt nhìn người ngồi bên cạnh một chút, tình cờ lại là người bạn trai đã quen được ba tháng lẻ một ngày, không để ý tới khuôn mặt tươi cười phấn khởi của anh ta. Trong lòng tôi âm thầm nguyền rủa, chửi mắng lần lượt 108 vị tổ tông của ai đó mà người ta không biết nhân viên phục vụ ân cần trưng ra 108 vẻ mặt cười dẫn chúng tôi đến vị trí bàn ăn, năm ngọn đến sáng loáng nhất cả mắt, cách một tầng không khí mà vẫn làm da tôi bị tổn thương. Là một bữa ăn dưới ánh nến, từ nhỏ đến lớn tôi đã từng tưởng tượng ra vô số lần được thưởng thức những bữa cơm dưới ánh nến. Nhưng cho tới bây giờ, ngồi trong nhà hàng lộ thiên này, dưới ánh nến chỉ cách khoảng một mét. Hưởng thụ một bữa cơm dưới ánh nến lên, lên đến trên 42 độ, thử nghĩ xem, an an, thích không? đây là anh đặc biệt chuẩn bị cho em đấy lâm trình trưng ra vẻ mặt kiêu ngạo nhìn về phía tôi tranh công đây chính là một sự bất ngờ khiến cho thiên địa quỷ thần kinh sợ sét đánh vô địch vũ trụ sao có mà là một supri tàn nhẫn và độc ác thì có lôi người ta đi một quãng đường xa như vậy tới nhà hàng này lâm trình gọi nó bằng một cái tên mỹ miều là đi tản bộ p s tôi khoác trên người một bộ váy gợi cảm căm hận đi bộ trên đôi giày xăng đang cao gót tàn phá đôi chân gần hai dặm đường mới đến được đây, cuối cùng là để nhận lấy một bữa cơm dưới ánh nến chết tiệt, tôi chết chân, đứng nhìn chầm chầm vào năm ngọn nến đang vui vẻ nhảy nhót trên bàn ăn, bất chợt có cảm giác như mình bị hóc xương vậy, trấn tĩnh, trấn tĩnh. Nhất định phải trấn tĩnh. Thục nữ. Thục nữ. Nhất định phải bảo vệ hình ảnh thục nữ. Tôi ở trong lòng mặc niệm câu thần chú đó 10 lần, sau đó mới ghiềm cương được con ngựa bất kham trong người đang xúi dục tôi chữ ầm lên và nuốt tất cả những ngôn từ trực sổ ra miệng vào trong bụng. Trong hoàn cảnh này, tôi có quyền tỏ ra trầm mặt, anh biết tạo cho em một sự bất ngờ nhất định sẽ khiến em cảm động. Lâm Trình với nỗi tự hào không gì sánh được kéo tôi ngồi xuống, thành kính lẫn tự hào nhìn tôi, tôi vẫn im lặng, tình cảm của anh ta dành cho tôi khiến anh ta lý giải sự trầm mặt đó thành sự cảm động, Tôi vẫn cho rằng Lâm Trình Chính là tên ác ma mà ông trời phái tới để hủy diệt tôi, hơn nữa lại là một tên ác ma am hiểu sâu sắc nhất cách thức giết người không giao, anh ta có năng khiếu biến tôi thành một quả bom khinh khí có xu hướng phát nổ bất cứ lúc nào, rồi lại bày ra một khuôn mặt tươi. Cười vô tội, khiến tôi lại phải đem hết lửa giận mà nuốt vào trong bụng, cuối cùng tự hầm tôi đến nát như. Con người của tôi có một khuyết điểm lớn nhất chính là không thể ra tay được trên một khuôn mặt tươi cười của người khác nghẹn suốt ba tháng lẻ một ngày, cuối cùng đã đến thời điểm mà tôi dốc hết toàn bộ vốn liếng kiên trì của đời mình ra tiêu xài đến không còn một giọt, rốt cuộc, nghẹn tới nội thương, anh ta cười tủm tỉm nhìn tôi như sợ bị ngọn đến làm lu mờ mất tiểu vũ trụ đang bốc cháy, dùng tốc độ ánh sáng 300.000 km một giây quét xong một vòng chết chóc, nhẹ nhàng cầm lấy tay tôi nói. An an, đừng nóng vội, bình tĩnh lại một chút đi. Nói xong, Khẽ hất hàm ra hiệu cho nhân viên phục vụ đứng ở cách đó không xa, tự như ma xuôi quỷ khiến, bưng lên cho tôi một ly kem đào mát lạnh, xem ra lâm trình cũng thức thời, biết châm lửa sau đó lại còn biết dập lửa, tôi tán thưởng nhìn anh ta một cái, rồi bắt đầu yếu điều khoáng sau cái thì xuống đáy cốc, rồi dùng tốc độ xét đánh không kịp bưng tay, vừa hút vừa tống một thì lớn kem đào mát lạnh, cứ thế nuốt xuống bụng, tôi từ trước đến nay mỗi khi ăn kèm đều thực hành bằng một biện pháp tốt nhất là dùng hết khả năng và tốc độ bắt toàn bộ bọn nó cất giữ vào trong bụng. Tôi trình diễn động tác xét đánh không kịp bưng tay ấy, trong nháy mắt, tôi thấy trong con ngươi nhỏ tí xíu đang nhìn tôi chờ đợi, chợt xuất hiện vô số con số phóng đại, người bình thường gọi đó là nhãn thần, sau đó trước mắt tối sầm. Nghe trọn bộ tại mê truyện audio.com, link trực tiếp ở phần mô tả.